Tập 18. Đoàn Mục Cũ Tung Tân, lần này tiêu diệt được hai vạn quân Nhật, thu được Đại Bác và vài thứ. Đặc biệt tuyên dương đại đội 5, tất cả chiến sĩ nhận bằng khen hạng nhất. Các anh em vất vả rồi. Cảm ơn. Mau lên Thái quân, chúng ta hoàn toàn lạc đường rồi. Khắp nơi đều tối đen, tôi tìm cả buổi vẫn không tìm được phương hướng. Khốn kiếp, anh dẫn đường kiểu gì vậy? Ngài đừng vội Thái quân. Trời vừa sáng, tôi sẽ bắt người dân kêu hắn dẫn đường. Nếu không tôi sợ càng lúc càng xa điểm tập kết. Mệnh lệnh bộ đội, không được đốt lửa, không được ồn ào, cẩn thận canh gác. Rõ. Trưởng quan, có cần dùng điện đài báo cáo với đại đội không? Báo cáo cái gì? Báo cáo chúng ta còn không biết mình đang ở đâu hả? Bị trừng phạt là cái chắc. Không được mở điện đài nữa. Cẩn thận bị bắt lộ dò đường. Rõ. Nhị trụ tử, xưởng trưởng, viện trưởng Dương, các cậu đi học ở bộ sư đoàn về chưa? Vẫn chưa, anh có việc à? Hôm nay chúng tôi phải đi vài nơi, không đủ xe để dùng. Xe la của các cậu có đây không? Đều ở đây. Viện trưởng không đánh xe đi họp, đi đường tắt qua núi. Viện trưởng các cậu đi đứng không nhanh nhẹn mà còn đi vòng qua núi. Được rồi, anh ta không nở nhưng tôi nở. Các cậu đưa xe lừa cho tôi trưng dụng đi. Vất vả rồi, đội trưởng Mã. Đó là bệnh viện Bác Lộ thôn Hàng. Chúng ta vào căn cứ của Bác Lộ rồi. Khốn kiếp, anh dẫn đường kiểu gì? Đi sai phương hướng hết rồi. Oh no, đừng tức giận. Trung Quốc có câu, mèo mù giở được cá ráng. Như vậy, trưởng quan sẽ không truy cứu chuyện chúng ta lạc đường. Ý của anh là tấn công kẻ địch. Thái quân, không được đâu. Đây là hang ổ của Bác Lộ, chúng ta trốn cũng trốn không được, còn tạo ra động tĩnh. Theo tôi thì những lúc bọn chúng chưa phát hiện, chúng ta mau đi. Khốn kiếp, mệnh lệnh của hoàng quân, anh dám phản kháng? Được rồi, đội trưởng Mã, anh tới xem nơi này. Bây giờ chúng ta đang ở đây, chúng ta đã vào nội địa của Bác Lộ. Phía đông Triệu Gia Tự, đoàn độc lập của Tào Hắc Tử. Phía tây, chủ lực của đoàn 2 Bác Lộ quân. Phía nam là bộ sư đoàn của Bác Lộ quân, có nhiều đoàn ở đó phòng thủ bảo vệ. Anh dám đảm bảo chúng ta rút lui sẽ không bị Bác Lộ phát hiện? Không, không dám. Vậy tức là cho dù bây giờ chúng ta đi hướng nào đều sẽ gặp rất nhiều quân địch. Chỉ có chỗ đó, đó chính là đường chúng ta thoát. Dòng qua núi Hàng Thôn, đại tá Mưu Tô tiếp ứng ở Ngũ Lý Cương, Sơn Bắc. Đây là đường tắt.
Đây cũng là cách duy nhất để chúng ta có thể rút lui an toàn. Vậy liều một phen. Không cần căng thẳng như vậy. Đây là hậu phương của Bát Lộ. Tôi tin lực lượng cảnh vệ của bọn chúng sẽ không mạnh. Chúng ta không chỉ tiến về phía Bắc, thoát khỏi dòng dây, mà còn lập công lớn. Đúng vậy. Đội trưởng Mã, Hoàng quân chỉ có 2 tiểu đội. Đại đội trưởng Mã, Hoàng hiệp quân của anh phải làm chủ lực. Thái quân, ngài yên tâm. Tuy lực chiến đấu của chúng tôi không bằng Hoàng quân, nhưng chúng tôi cũng không ăn chay. Hơn nữa, chúng tôi còn có pháo quả của Hoàng quân yểm hộ. Chúng tôi sẽ mở ra một con đường máu, đảm bảo Hoàng quân an toàn rút lui. Nào, rửa mặt thôi. Ăn sáng xong rồi ngủ một giấc. Mệnh lệnh ai? Anh đó. Chuẩn bị. Bắn. Mọi người chú ý ẩn nấp. Ẩn nấp. Mau ẩn nấp. Mau ẩn nấp. Mau lên. Mau ẩn nấp. Không sao chứ? Không sao. Chú ý ẩn nấp. Đi ra ngoài. Mau. Cẩn thận đồng chí. Trung đội trưởng Cố, chuyện gì vậy? Không biết giặc từ đâu tới. Xưởng trưởng La của xưởng mày bị nổ chết rồi. Báo cáo trung đội trưởng, địch tấn công từ bên kia. Mau, tiểu đội 1 đánh úp địch. Tiểu đội 2 chi viện xưởng mày. Tiểu đội 3 nâng người trọng thương đi. Mau, rõ. Tiến công. Các anh em, xông lên. Xông lên. Cậu định làm gì? Lên núi. Nhiều người quậy chân, phải cổng phải nâng. Làm sao lên núi? Vậy phải làm sao? Nghe tiếng quả pháo hình như không có mấy khẩu. Có lẽ là tiểu đội của địch đánh lén. Cậu có bao nhiêu người? 3 tiểu đội, 37 chiến sĩ. Nhưng đây là bộ đội hậu phương, không có vũ khí gì. Sợ là khi đánh lén không chống chịu được lâu. Không cần chống chịu quá lâu, bộ đội phía trên nghe được nhất định sẽ qua chi viện. Chúng ta không thể tùy tiện lên núi. Nếu như bị truy đuổi sẽ không còn hy vọng. Không bằng cố thủ đại diện binh còn có một tia hy vọng. Lỡ như không thủ được thì sao? Hơn nữa bộ dương trang phòng thủ kiên cố, giặc tội gì có chân gà không gặm lại đi gặm xương. Anh xem đoàn trưởng đang nguy cấp như vậy, chúng ta ở đây không có động tĩnh gì. Vậy lỡ giặc dương nông kích tay thì sao? Nghe tôi đi, không có lỡ như. Đại đội trưởng Trung, anh còn nghĩ gì vậy? Mau rút thôi. Đi, đi. Chị Mai Mai đi. Chính quỷ. Chính quỷ. Chính quỷ. Không được. Không được. Không thể đánh như vậy. Nên cố thủ đợi diện binh. Trung Hiếu, anh có chủ ý, tại sao không đứng ra? Chiến sĩ của đội cảnh vệ không ai có kinh nghiệm thực chiến. Nhưng lỡ như tôi lại sai thì sao? Tôi không thể khiến cho thêm nhiều người vì tôi mà chết nữa. Không thể. Không có ai không phạm sai lầm. Lẽ nào anh muốn bị sai lầm trong quá khứ đánh bại sao? Bây giờ mọi người đều cần anh. Cần anh đứng ra. Trung Hiếu. Trung đội trưởng Cố, nghe mệnh lệnh. Cố thủ đại diện binh. Nhưng không có nhân chấp hành mệnh lệnh. Tập hợp tất cả mọi người. Rõ. Không sao đâu. Mọi người bình tĩnh. Đến chỗ tôi tập hợp. Mau tập hợp. Bây giờ nhân lúc địch đang thay đạn, nghe mệnh lệnh của tôi. Người bị thương nhẹ hỗ trợ bác sĩ y tá. Đưa người bị thương nặng và vật tư di chuyển đến sơn động sau núi. Tiểu đội trưởng đội 2 có. Cậu dẫn vài người phá tường phía đông, tiếp ứng đồng chí ở xưởng may. Mang thêm nhiều chăn bông. Rõ. Những người khác tìm bao tải, dựng công sự trên đó. Chấp hành. Rõ. Được. Tiểu Quyên,
Em lấy tất cả túi cứu thương qua đây. Mau, mau lên. Chăm sóc cho các thương binh khác. Phải cẩn thận. Anh cũng vậy. Cậu đều là lính mới nhập ngũ sao? Phải. Nhớ kỹ, đừng sợ. Giặc cũng là người. Trúng đạn lên đầu cũng sẽ nở qua. Phải nhớ, tiến lại gần, nhắm chuẩn rồi mới bắn. Hiểu chưa? Tôi hiểu rồi. Đã hiểu, chuẩn bị. Mau lên, cố lên. Chậm thôi. Bác sĩ, chăm sóc mấy anh này. Được. Chị Mai Mai, tránh ra. Đại đội trưởng Trung, nhân viên y tế với người bị thương vào hết chưa? Đều vào hết rồi, nhưng đây là đường cục. Hay là chúng ta lên núi đi. Đại đội trưởng Trung, anh dẫn mọi người rút trước đi. Đừng lo cho chúng tôi. Đúng vậy, đại đội trưởng Trung, đừng để chúng tôi liên lụy mọi người. Chúng tôi liều mạng với chúng. Mọi người yên lặng nghe tôi nói. Mọi người yên tâm, đây là nội địa của căn cứ. Bọn giặc đến chính là dây vào miệng cọp. Quân chủ lực ở xung quanh nghe tiếng súng nhất định sẽ nhanh chóng đến chi viện. Chỉ cần chúng ta cố chống chịu sẽ khiến giặc đến mà không về được. Nhưng bây giờ có một vấn đề. Trung đội cảnh vệ hầu hết là tân binh. Tôi đến đây để tìm vài người có kinh nghiệm cùng chúng tôi lên chiến trường. Tôi nữa, tôi cũng đi. Đừng vội, nghe yêu cầu của tôi. Thứ nhất, phải bắn súng chuẩn. Vũ khí và đạn dược của chúng ta ít, nhất định bắn một viên đạn phải giải quyết một tên địch. Thứ hai, thân thể phải chịu đựng được. Bây giờ không phải là lúc trổ tài anh hùng. Xin đồng chí phù hợp với yêu cầu thì giơ tay. Tôi. Kỹ năng bắn súng của tôi giỏi nhất nhì trong đoàn. Chân tôi gãy rồi, không xung phong được, nhưng cố thủ chặn đánh, tuyệt đối không lãng phí viên đạn nào. Dẫn theo tôi đi. Được, cậu đi. Đại đội trưởng Trung, tôi nữa. Dù tôi mất một mắt, nhưng tôi nhắm chuẩn. Xung phong hay làm gì đều không thành vấn đề. Tôi là lính bắn tỉa, một tay bắn súng cũng không kém hơn anh em đó. Chỉ là tốn sức nạp đạn thôi. Được, tôi sắp xếp cho cậu một tân binh để nạp đạn cho cậu. Rõ. Tôi cũng đi. Tôi có thể cấp cứu thương binh. Bác sĩ Mai, nhiệm vụ của các cô là chăm sóc thương binh ở đây. Hơn nữa, nếu chúng tôi không kịp tới chi viện, bác Lộ Quân chỉ có anh hùng và liệt sĩ, không có tù binh. Thà chết không làm tù binh, liều mạng với giặc. Thà chết không làm tù binh, liều mạng với giặc. Thà chết không làm tù binh, liều mạng với giặc. Xuất phát. Rõ. Bác sĩ Mai, cảnh vệ viên. Có. Đưa lựu đạn cho tôi. Đi đi. Rõ. Để tân binh đi vào trong, cố thủ ở cửa hang. Một khi giặc đánh tới, làm nổ cửa hang, tranh thủ thời gian. Có lẽ vẫn có thể đợi đến khi đại bộ đội đến chi viện. Hiểu rồi chứ? Hiểu rồi. Hãy nhớ, bây giờ cô là một chiến sĩ.
Đoàn trưởng Dương, có một đội giặc đến bệnh viện hàng thôn. Đây là thất trách của cậu, cậu có biết không? Rõ. Giặc lẻn vào từ Liễu Nam Câu, là khu vực phòng thủ của đại đội 3. Tối hôm qua, đại đội 2 đánh cứ điểm của giặc ở Liễu Bắc. Đại đội 3 qua hỗ trợ, không ngờ lại bị thọc lén. Không nghe cậu giải thích, không có lý do. Phải, không có lý do. Không vô được bệnh viện và xưởng may, tôi đem đầu tới gặp. Mau đi cứu viện. Rõ. Thông báo các đại đội, quả tốc chi viện bệnh viện hàng thôn. Đại đội kỵ binh. Có, đoàn trưởng, đi theo tôi. Không giữ được bệnh viện, nếu đoàn trưởng bắn tôi bắn các cậu trước. Nói với Tào Lâm Kiến, để anh ta cử một tiểu đoàn canh gác ở Ngũ Lý Cương Sơn Bắc. Giặc chắc chắn sẽ tiếp ứng cho lũ khốn đó ở đây. Tuyệt đối không thể để bọn chúng chạy. Mau đi đi. Rõ. Lữ đoàn trưởng, chúng tôi chỉ có 3 tiểu đội. Giặc cho ngụy quân có ít nhất 2 đại đội, 3-4 tiếng. Trung đội cảnh vệ không pháo, ít súng, sao có thể chống chịu lâu như vậy? Lão Dương, anh đừng nóng vội. Đoàn 2 đã xuất phát rồi, 2 tiếng đồng hồ có thể tới nơi. 2 tiếng. Lữ đoàn trưởng của tôi ơi, 3 tiểu đội, một đám lính mới, không có gì trong tay. Đồ khốn Dương Vũ, nếu bệnh viện tôi xảy ra chuyện gì, tôi không giết hắn không được. Lão Dương, đừng kích động. Lữ đoàn trưởng, hay là chúng ta để đoàn 3 phái một tiểu đội đi vòng qua núi tiếp ứng? Không có tác dụng. Không kịp nữa rồi. Cách tối ưu nhất tiểu đội cảnh vệ nên làm bây giờ là ở tại chỗ chặn đánh đợi diện binh. Một khi di chuyển, mang theo thương binh và thiết bị lên núi, sẽ bị giặc truy sát, sẽ càng thảm hơn. Xem thử còn cách nào khác không. Tiến công. Trưởng quan, đeo bó chân vào sẽ nhanh nhẹn hơn. Tôi nói này, đều là người chinh chiến xa trường rồi, các cậu cũng thấy được trận này không dễ đánh. Lát nữa sau khi địch xông lên, các cậu chỉ phụ trách bắn giặc, bắn chính xác, bắn vào đầu gối và bụng. Chỉ cần bị thương, không cần chết. Hiểu chưa? Trưởng quan, tại sao chỉ bị thương mà không phải chết? Đúng đó, tại sao? Thực hiện mệnh lệnh. Rõ, rõ. Xông lên. Lên đi, lên đi. Bắn. Dẫn hắn lui đi. Tiếp tục tấn công. Rõ, rõ. Tiếp tục tấn công. Khiêng cả 2 đi. Tấn công. Tấn công. Chân tôi. Mau lên. Ô nô, không sao chứ? Đội trưởng, kỳ lạ quá. Người quân Bắc Lộ không đông, kỹ năng bắn lại quá cao. Chúng lại không nhắm giết chúng ta, chỉ muốn chúng ta bị thương. Bắn thương cánh tay và chân của chúng ta. Chúng thật gian xảo. Bắn chết một hoàng quân thì chúng ta tổn thất một người. Chúng bắn thương một người của chúng ta, chúng ta phải cần thêm một người dìu thương binh. Em đi cứu thương.
Vậy chúng ta sẽ thiếu mất 3 người. Chúng như vậy là muốn cản trở tiến độ tấn công của chúng ta, để đợi thêm lực lượng chủ lực tiếp diện chúng. Thái quân, thái quân, thái quân, quân Bát Lộ mạnh quá, không tấn công nổi, không tấn công nổi. Khốn nạn, chúng chỉ có một khẩu súng máy, sao mạnh được chứ? Thái quân, không phải anh cũng không xông lên được sao? Khốn nạn. Thái quân, nếu cứ như vậy tiếp diện của họ tới thì chúng ta đều chết ở đây đó. Đại đội trưởng Mã, cậu nói đúng. Quân tiếp diện của Bát Lộ đã bao vây chúng ta tứ phía rồi. Nhưng cậu biết không, bây giờ dù chúng ta xông ra từ bất cứ hướng nào đều có thể gặp phải quân tiếp diện chủ lực Bát Lộ. Bây giờ chúng ta chỉ còn một con đường, chính là xông lên rồi giao trong nói. Chúng ta phải hợp tác chiếm được bệnh viện, sau này còn điều trị thương binh. Trưởng quan Trung, anh bắn giỏi quá. Bỏ pháo, chuẩn bị bắn. Chết rồi. Bắn. Xông lên. Lên. Nhân viên y tế, cổng thương binh. Nào. Những người khác không sao chứ? Không sao, không sao. Bị thương chút thôi, không sao. Thiết đảng, thiết đảng. Mau lên. Chẳng lẽ mình lại sai rồi? Mình nhất định phải kiên cường đợi tiếp diện, không được sai sót. Phải nghĩ cách thôi. Trung đội trưởng Cố. Có. Ở đây có dùng nước vôi để khử trùng không? Có. Có nước vôi không? Vẫn còn. Lấy toàn bộ nước vôi và bột ớt chỗ các cậu có cho tôi. Rõ. Xuân Ni, chuẩn bị xe tăng của chúng ta đi. Đã rõ. Tiểu đội trưởng, đạn không còn nhiều nữa. Đại đội trưởng Trung, đạn sắp hết rồi. Ngừng bắn đi. Dù bọn Nhật lại gần chút. Để lại gần hả? Xuân Ni, Xuân Ni, chuẩn bị xe tăng xong chưa? Xong rồi, đang ở trước cửa. Trung đội trưởng Cố. Có. Sao rồi? Ớt bột vôi đều ở đây. Đại đội trưởng Trung, địch càng lúc càng tới gần rồi. Gần là đường, càng gần càng tốt. Lên món. Rõ. Đi thôi. Mắt tôi, mắt tôi. Em cố lên. Các anh em cố lên. Bắt tôi. Thu quanh.
anh em. Thu hoạch mau lên. Các anh em, lấy đồ xong mau rút. Đừng lo, là tôi. Giúp tôi một tay mau. Giúp một tay đi. Đưa người bị thương vào trong trước đi. Từ từ thôi. Mau lên. Trung đội trưởng Cố, tình hình bên ngoài sao rồi? Yên tâm, không sao hết. Các anh em, thêm hai người bị thương nhẹ theo tôi. Có vũ khí rồi hả? Có ba khẩu súng máy. Trận này là của đại đội trưởng Trung. Đánh đã thật đó. Nào cho tôi. Có tôi nữa. Cho tôi đi. Tôi nữa. Được rồi, giờ cũng không còn nhiều lựa chọn. Miễn là sức khỏe đáp ứng được thì cứ đi. Vậy tôi cũng đi. Đại đội trưởng đặc biệt dặn bác sĩ và y tá phải chăm sóc thương binh. Đây là lệnh đó. Cô cứ đưa cho tôi đi. Không được, đây là nhiệm vụ đại đội trưởng giao cho tôi. Không có lệnh của anh ấy, không ai được lấy. Đại đội trưởng cũng không để cô bỏ nhiệm vụ đâu. Được, vậy cô cứ cầm đi. Các anh em, đi thôi, đi thôi. Đại đội trưởng. Nè, trưởng quan Trung. Anh xem đây là gì nè. Cậu được đó. Chân yếu mà chạy cũng nhanh đó. Trưởng quan nói anh nghe. Tôi thấy bọn Nhật tay chân còn giặt dẹo. Tôi trực tiếp bể luôn. Nói anh nghe, xe tăng của chúng ta xịn thật đó. Bọn Nhật có mạnh cũng không qua nổi chúng ta. Các anh em nghe đây. Lần này chúng ta phải bắn chết, không bắn thương. Có đạn rồi, cứ chạy mà bắn. Được, nghe rõ chưa? Rõ. Mau. Trưởng quan, lúc nãy đang tấn công, tôi phát hiện có con đường chỉ đủ cho hai người đi qua. Tôi dẫn thêm hai người qua thăm dò địa hình trước. Có lẽ vẫn còn một tia hy vọng. Có chắc đó là đường để đột phá vòng dây? Chắc vậy. Dù sao cũng nên thử xem. Rõ. Trưởng quan, chúng tôi thấy quân Bắc Lộ ở ngay chân núi. Khốn kiếp, mau tập trung quả lực phong tỏa chân núi, đợi quân tiếp diện. Rõ. Các cậu qua bên hông núi, nhắm vào bệnh viện địch. Rõ. Những người còn lại cùng tôi rút lên chỗ cao. Quả lực của bọn Nhật mạnh quá. Đường núi eo hẹp, không dùng vũ lực vượt qua được đâu. Đi vòng qua được không? Xa xa có một đường khác nhưng lại xa quá. Nếu không đi vòng được rồi. Bắn. Chuyện gì vậy? Cả buổi không có động tĩnh gì. Bên đó giờ cũng bắn rồi. Có lẽ quân tiếp diện trung đoàn 2 tới rồi. Bên đó địa hình hiểm hóc, chắc bọn Nhật đã phục kích ở đó. Bọn Nhật nhắm bên đó làm trung tâm, là coi thường chúng ta bên này hả? Trưởng quan, chắc không đâu. Phải cho chúng thấy chúng ta lợi hại. Trung đội trưởng Cố, chúng ta còn vài con ngựa nhỉ? Con la hay ngựa gì đó? Có đó. Anh muốn đánh đội pháo binh của chúng hả? Đại đội trưởng, mấy con la của chúng ta đều để quân đồn, sao lên chiến trường được? Xuân Ni, cậu thấy sao? Tôi nghĩ chắc không vấn đề gì. Bịt tai chúng lại, chắc không kích động đâu. Hơn nữa, bốn chân dù gì cũng chạy nhanh hơn hai chân chứ. Vậy thì đừng ngồi ngay ra đó, chuẩn bị đi. Rõ. Xuân Ni, tôi cũng không có việc gì, tôi đi với cậu. Được, đi thôi, đi. Đợi tôi trước cửa đó. Được. Tiểu đội trưởng Mã. Đại đội trưởng Trung, sao rồi? Một mắt chả xông lên được chứ? Không thành vấn đề. Tôi bị mù một mắt, chứ chân vẫn còn tốt dáng. Dẫn hai tiểu đội của cậu đánh bọn địch từ vùng sườn núi cao. Trụ được thì trụ, không nổi nữa rút về ngay. Đã rõ. Phi đội 12 cùng trung đội kỵ binh theo tôi.
Tiểu đội trưởng Tam. Có. Bệnh viện giao cho cậu đó. Anh yên tâm. Có súng máy rồi, có gì phải sợ chứ. Cậu muốn nó hả? Cho cậu đó. Hay quá. May là tôi còn một món đồ xịn. Cố chịu chút. Nhẹ thôi, nhỏ tiếng thôi. Có người tới đây rồi, đúng, qua đó xem thử. Ở đây có một lối ra, qua đó xem đi, rõ. Chị Mai Mai, đừng nói chuyện. Quyên Tử, mau đưa Thương Minh qua chỗ khác. Nhưng chị Mai Mai, mau lên, đi, đừng nhân nhịn gì nữa. Đi thôi. Đi. Trung Hiếu, Vĩnh Biệt. Trung Hiếu. Trung Hiếu. Trung Hiếu. Trung Hiếu. Anh tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi Trung Hiếu. Trung Hiếu. Bắn. Lên đi. Bắn. Bắn. Trưởng quan Trung, anh sao vậy? Rơi xuống ống khói hả? Nói anh nghe, anh đây như Lý Quỳ ở trong sách đó. Nói lắm vậy. Xuất phát, rõ. Xuất phát. Bắn. Thái quân. Không xong rồi, thượng úy của chúng ta bị nổ chết rồi. Quân tiếp diện của bệnh viện tới rồi. Họ phát động cuộc tấn công mới. Người của chúng ta chết nhiều rồi. Bây giờ cố thêm cho tôi. Tiếp diện của hoàng quân sẽ tới ngay. Tiếp diện ở đâu ra nữa? Khốn nạn. Đồ đáng chết. Cố thủ cho tôi. Xông lên. Lên.
Có kỵ binh ở bệnh viện. Kỵ binh của bệnh viện. Không sai đâu, khẩu hiệu chặn đường của kỵ binh đó. Họ đã phát động rồi. Chúng ta hỗ trợ họ bên sườn đi. Xông lên, xông lên. Súng. Vụ này lời to rồi. Xuân Ni, đi. Chúng ta tìm món hời hơn đi. Được. Trúc. Bắn. Chạy mau. Đồng chí, anh ở đội nào đó? Đoàn độc lập, đội y tế, đoàn độc lập. Tào Hắc Tử sao tới nhanh vậy? Tào Hắc Tử cái gì? Nhìn cho kỹ đi. Anh ấy là đại đội trưởng của đoàn độc lập Lý Trung Hiếu. Người ta còn đang là thương binh đó. Nói linh tinh gì vậy? Tiêu diệt số còn lại đi. Khốn nạn, còn dám ra lệnh cho tôi. Đừng để hắn hất tay trên. Xông lên cho tôi. Rõ. Xông lên. Các anh em, yên nghỉ nha. Cái chết không khiến chúng ta đau khổ, vì chúng ta đã hoàn thành sứ mệnh bảo vệ quốc gia, bảo vệ người nhà, chết trùng với nước là thứ vinh quang. Mọi người là anh hùng. Buồn thì cứ khóc đi, đừng nén mãi trong lòng. Sau khi khóc, lau sạch nước mắt, dũng cảm đối diện, dũng cảm buông bỏ. Như vậy chúng ta mới có thể lạc quan hơn, mạnh mẽ đối mặt với cuộc chiến khốc liệt này. Tôi có thể kiên cường. Tôi cũng có thể từ từ học được cách lạc quan. Nhưng tôi không cách nào đối diện với sự tàn ác này. Phục vụ đất nước, hy sinh mới là tham vọng. Tôi tin họ không hề hối tiếc. Anh nên tự hào về cha mình, về dân tộc anh em mình. Nhưng trong lòng tôi lại có một nỗi xấu hổ không tài nào xóa bỏ được. Cha ruột tôi trong lúc quốc gia lâm nguy nhất lại làm hán gian. Gia đình chúng tôi kinh doanh nhiều đời, là người giàu có ở Bình Ấp. Sau khi chiến tranh bùng phát, cha tôi vì muốn bảo vệ gia nghiệp mà đầu hàng bọn Nhật, trở thành chủ tịch thương hội bảo vệ. Vậy cô, sau khi kháng chiến bộc phát, tôi chuyển tới Hồng Kông, rồi trực tiếp đi Diên An. Chắc cô hận cha cô lắm. Là giận.
Tôi muốn hận lắm, nhưng hận không nổi. Dù gì ông ấy cũng là cha ruột của tôi, là người yêu thương tôi vô điều kiện, là người nuôi tôi khôn lớn. Nhưng tôi cũng không thể tha thứ cho ông ấy. Tôi chỉ hy vọng mình có thể bù đắp món nợ và tội lỗi của ông ấy bằng nỗ lực của tôi, thậm chí là cả mạng sống này của tôi.为了你。